Chào vâng, rất xin kính chào quý khán giả tại truyền hình ngày hôm nay Trần Thắng và nhà báo Điếu Cày xin được đến với quý khán giả trong chương trình bình luận tin tức liên quan đến tình hình của Ukraine. Dạ, xin chào nhà báo Điếu Cày Vâng, xin chào anh Tường Thắng và xin chào quý vị khán giả. Dạ vâng, kính thưa quý khán giả và thưa uh, nhà báo Điếu Cày thì ngày hôm nay đó ông uh, tổng thống của Ukraine Zelensky đã được tờ báo Time bầu chọn là một trong những người một, trong một trong một trăm người có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Thì qua cái việc này thì ông tổng thống Zelensky cũng cảm ơn tổng thống Joe Biden đã đoàn kết thế giới trong cái việc mà chống lại Nga và giúp Ukraine sống còn cho đến ngày hôm nay. Thế thì thưa anh điều kệ trong những ngày vừa qua đó thì cái cuộc chiến tại thành phố Sieverodonetsk thì phải nói rằng là rất là tổng thống Zelensky cũng công nhận rất là khó khăn à, quân đội Nga à, theo tin giờ chó cho biết là đã tiến sát vô trong thành phố này và trong khi đó thì quân của Ukraine cố gắng tự thủ. Ngược lại, thì trong lúc đang bận biểu ở cái khu thành phố Sivrodonetsk, khi Nga dồn quân vào khu vực này thì thì quân Ukraine lại tìm cách nghe là tấn công trở lại để mà lấy lại một số phần đất của thành phố Kherson. Thì theo anh thì tình hình nhận định cái cuộc chiến này sẽ đi, đi vào đâu và kéo dài thế nào? Đó là chưa kể cái vấn đề lương thực trong khi đó 26 tấn ngũ cốc của Ukraine đang bị kẹt tại Odessa và phía bên Nga thì vẫn là quân đội của Nga vẫn còn đang bao vây cái cảng của Odessa cho nên trong những ngày sắp tới thế giới có thể phải điên đảo và đưa đến một cái số tình trạng và một số người sẽ bị một số khu vực một số quốc gia sẽ bị chết đói trong việc không thể là có thực phẩm thưa thưa anh chú cảnh vâng thưa anh Trần Thắng và thưa quý vị khán giả Chúng ta nhìn lại trong một cái thời gian ngắn qua thì cái tình hình ở Ukraine có thể là điểm một số những cái thông tin như sau. Thứ nhất ấy, cái chìa khóa của cái trận chiến Nga Ukraine này là nó nằm ở cái thành phố Kherson. Tại vì nếu mà Ukraine mà tái chiếm được cái thành phố Kherson này mà cắt cái nguồn nước với cái bán đảo Crimea ấy, rồi là khống chế toàn bộ cái khu vực mà ra cái biển đen trở lại thì là cái tình hình nó sẽ thay đổi. Vì vậy cái chìa khóa nó nằm ở cái thành phố Kherson chứ không phải là cái vùng mà Severodonetsk. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy rằng cách các cái cuộc chiến ở cái miền đông này, cái vùng Severodonetsk này nó là một cái mục tiêu chính trị như nhiều trong nhiều cái chương trình tôi đã nói rồi. Khi mà anh tấn công vào một cái khu vực này mà anh đã lộ cái ý đồ chiến thuật và anh mất cái tính bất ngờ thì thường là người ta không thực hiện nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta phải thấy rằng là Putin trong những ngày gần đây ấy, là đã ra lệnh là phải chiếm được toàn bộ cái thành phố Severodonetsk này trong cái ngày mùng 10 trở lại. Chúng ta thấy rằng là đây là một cái mục tiêu chính trị mà Nga phải cố gắng là phải chiếm bằng được bằng mọi cách. Thì chúng ta cũng biết rằng khu vực này ấy, thì nó gần với cái biên giới Nga và cái việc tiếp viện của Nga sang cái khu vực này thì nó rất là nhanh, rất là gần, nó thuận lợi. Đó là cái lý do ấy mà chết bao nhiêu lính mất bao nhiêu xe thì nga lại đổ sang tiếp và tìm mọi cách để lấy bằng được cái khu vực này và như cái dự báo trong cái chương trình lần trước thì tôi cũng nói rằng là có thể là ukraine sẽ phải rút lui chiến thuật ra khỏi cái thành phố này để bảo toàn lực lượng nhưng mà cái cuộc chiến nó rằng dai vừa qua chúng ta cho thấy rằng là hai tuần qua nga vẫn không chiếm được cái thành phố này trọn vẹn thậm chí là chiếm đến 80% rồi thì lại bị quân ukraine chiếm ngược trở lại và có một cái chiến thuật của quân Ukraine là như thế này. Khi họ mà rút lui chiến thuật ra khỏi khu vực ấy, thì quân Nga tập trung vào. Thì bắt đầu họ lại bom pháo, họ hủy diệt vào cái khu vực đó. Rồi họ lại tái chiếm trở lại. Thì cho thấy rằng cái cuộc chiến nó rằng co ở đây và với một cái thời gian dài mà ngoài cái sức tưởng tượng. Tại vì là quân Ukraine ở đây đang phải chiến đấu với quân Nga với một cái lực lượng nhiều hơn từ 15 đến 20 lần và pháo binh và hỏa lực của nga cũng là vượt trội ở khu vực này. vì thưa quý vị là pháo binh ở đây nếu nếu nói về pháo binh thì chúng ta phải nói về cái số lượng mà số lượng của nga thì số lượng về pháo pháo binh là nga áp đảo ở cái khu vực này. vì vậy là ukraine trụ vững được ở cái khu vực này trong nhiều ngày qua mà rất nhiều người phán đoán là sẽ rút lui chiến thuật từ sớm từ trước đây 2 tuần cơ chứ không phải đến bây giờ. nhưng mà việc mà cầm giữ được như thế này trong một cái thời gian dài thì đấy là một trong những cái điểm mà đặc biệt của Ukraine họ chiến đấu rất kiên cường. Và trong những cái việc mà bị quân Nga áp đảo như vậy thì họ vẫn tìm ra những cái phương cách đánh rất là linh hoạt. Đó là cái việc mà rút lui chiến thuật xong lại tái chiếm. Và khi họ rút lui chiến thuật thì, thì quân Nga tập trung vào thì là họ lại tấn công quân Nga. Và cái địa bàn ở trong thành phố là một trong những cái địa bàn mà nó thuận lợi cho cái việc mà quân Ukraine tấn công tại vì thành phố của họ đất của họ những hang cùng ngõ hẻm là họ thuộc hết và thứ hai nữa là việc kiểm soát drone ở trên bầu trời cũng cung cấp thông tin cho họ cùng với lại cái thông tin tình báo nữa thì ở cái khu vực mà Severodonetsk này á, cuộc chiến bây giờ nó đang diễn ra rất khốc liệt và nó có một cái cuộc chiến đặc biệt ở cái khu vực này nữa là cái cuộc chiến tranh điện tử cái cuộc chiến tranh điện tử là như thế này thưa quý vị khi quý vị mà bật một cái iPhone của quý vị lên ấy, thì đầu tiên là cái iPhone ấy nó phải tìm đến một cái trạm BTS gần nhất để nó kết nối với lại cái mạng lưới thế thì cả cái khu vực Severnoyech này ấy là đã bị tàn phá cho nên là những cái trạm BTS là trên mặt đất ấy là nó không còn nhưng đây nó lại gần biên giới nga và cái việc là những cái trạm BTS của nga nó có thể kết nối sang cái bên này là những cái vùng mà giao thoa về những cái trạm BTS ấy thì là quân mà ukraine mà mở máy lên hoặc quân nga mở máy lên thì đều có thể bị đối phương là đọc được những cái tín hiệu của mình hoặc là kiểm tra được những cái địa điểm mà mình bật máy lên và cái cuộc chiến tranh điện tử ở cái miền đông này thì rất là khốc liệt gần đây nhất là quân nga đã đưa nhiều những cái xe mà phá sóng ở trong cái chiến trường này để phá sóng phá sóng gps rồi phá sóng điện thoại cũng như là thu giữ những cái sóng điện thoại để phát hiện đối phương thì cái khu vực này là một cái khu vực mà chiến tranh điện tử khốc liệt nhất là nó nó không có ở trong một cái cuộc chiến tranh nào mà cái cuộc chiến tranh này là cái cuộc chiến tranh đầu tiên nó ứng dụng những cái này một cái cách mà rộng rãi nhất ở cái khu vực này thì chúng ta cũng thấy rằng là rất là nhiều những cái xe mà của nga mà thực hiện về cái chiến tranh điện tử nó xuất hiện ở cái khu vực này vì vậy đây là một trong những cái mục tiêu mà quân ukraine cần triệt hạ để bảo vệ cho quân đội của mình cũng như là giành cái lợi thế bởi vì khi mà cái những cái xe này nó phá sóng GPS ấy, thì những cái máy bay không người lái cũng sẽ hoạt động uh, không ổn định Thế vì cái, những dạ cái rồi. máy bay không người lái mà khi mà bị mất tín hiệu GPS ấy, thì nó lập theo cái lập trình của máy bay thì thường là nó bay về cái nơi xuất phát thì ở đây chúng ta thấy là có nhiều cái phương tiện chiến tranh được đưa vào với lại về cái vũ khí của phương Tây mà giúp cho Ukraine hiện nay thì cái lựu pháo M777 Hueser thì cũng chưa được sử dụng hết là tại vì những cái quân đội mà những cái lực lượng quân đội mà được huấn luyện để sử dụng cho cái lựu pháo này với gần 100 khẩu pháo thì Ukraine phải có 1.000 quân uh, sử dụng uh, các cái pháo này thành thạo thì mới sử dụng hết được cái số pháo mà Mỹ cung cấp. Cái thứ hai nữa là những cái dàn phóng tên lửa M270 hoặc là hai HIMARS 142 ấy, là có cái tính cơ động rất là cao và tầm phóng rất là xa. Thế nhưng mà hiện nay ấy, thì việc huấn luyện cái này phải chờ đến 3 tuần. Và đây cũng là trong những cái thời gian mà nó quan trọng nhất là phía Nga cũng biết rằng nếu mà khi những cái quân Ukraine đã được huấn luyện đầy đủ và những cái vũ khí này bắt đầu xuất hiện ở trên chiến trường ấy, thì tình thế của chiến trường nó sẽ thay đổi Cho nên tìm mọi cách tranh thủ thời gian Tổng lực tấn công Để mà chiếm được cái vùng Severodonetsk này Cũng như là chiếm toàn bộ cái tỉnh Luhan Để đưa ra được một cái Chiến thắng về mặt chính trị Để mà Putin có thể khoe khoang Và dùng cái chiến thắng đó Để ngồi lên cái bàn đàm phán với lại Tổng thống Zelensky Thì chúng ta thấy rằng hai bên đều tranh thủ thời gian Thời gian của Nga Thì nếu cuộc chiến này càng kéo dài Thì thời gian của Nga càng cạn dần nhưng mà cái thời gian mà trong khi Ukraine chưa huấn luyện đủ quân để sử dụng hết các cái thiết bị của phương Tây ấy, thì nga phải tranh thủ cái thời gian này để mà tấn công. Cho nên chúng ta thấy rằng cái việc tấn công tổng lực ở cái khu vực mà Severodonetsk này cũng như là cái việc quân Ukraine ấy là không ngờ họ cầm cự được lâu như vậy và cái cách đánh mà họ tìm ra ở trong cái khu vực này là mặc dù bị vây ba phía và tấn công theo cái kiểu tổng lực như vậy nhưng mà họ cứ rút lui chiến thuật sau đó họ tái chiếm thì là vừa vừa bảo toàn được lực lượng mà vừa tái chiếm được trong khi lực lượng của họ thì là rất yếu tức là thua Nga cả 10 cho đến 15 lần cho nên là chúng ta phải thấy rằng là họ chiến đấu rất kiên cường và có những cái cách đánh rất thông minh hy vọng là khi mà các cái vũ khí của phương Tây mà đã được huấn luyện đầy đủ và bắt đầu nhập cuộc thì cuộc chiến nó sẽ có những cái thay đổi Dạ vâng à, trước khi trở lại buổi nói chuyện ngày hôm nay Trường Thắng xin mời quý vị và theo dõi phần thông tin đồng bài đại truyền ngành SPTN Trần Thắng sẽ trở lại trong giây lát Dạ, vâng, vừa rồi phần thông tin đại truyền hình SB rằng sẽ được trở lại nói với nhà báo liên quan đến tình hình của Ukraine. Chúng ta biết rằng là hiện tại cái kính tế của giả thì cái cảng Odessa hiện tại đang bị bao vây bởi quân bởi hai quân Nga. Cho tới bây giờ thì cái cái, cái hòa triển hop thì có lẽ là nó, nó chưa tới hoặc là nó tới rồi nhưng mà còn phải học cách sử dụng. À, thì trong những ngày vừa qua chúng ta biết rằng là 26 à, triệu tấn ngũ cốc của Ukraine còn kẹt lại và hiện tại thế giới cũng như À, liên hợp quốc cũng lên tiếng rằng là đã đến lúc phải giải tỏa để mà đưa cái số lượng hàng này đi ra ngoài không thì thế giới sẽ đối diện với là nạn đói đặc biệt là một số khu vực từ đây đến cuối năm đây không phải là một cái khuyến cáo bình thường mà là một khuyến cáo rất là hệ trọng vì tất cả vì một phần của thế giới đã phải sống vào cái phần um, Ngũ cốc của Ukraine xuất cảng. Tuy nhiên về phía Nga, thì ông thủ tướng, thủ tướng uh, bộ trưởng ngoại giao của Nga là ông Lavrov đã có buổi họp với tổng thống uh, Erdogan Oregon thổ Nhĩ Kỳ nói rằng là cái việc này là trách nhiệm của Ukraine bởi vì Ukraine phải tháo bỏ cái mìn mà họ đã dâng ở ngoài biển ở Odessa. thì lúc đó cứ việc mà xuất cảng hàng. Tuy nhiên về phía Ukraine thì họ rất là thận trọng họ bảo là nếu họ tháo gỡ bây giờ thì quân Nga có thể lợi dụng trường hợp đó để đổ quân vào trong tấn công về Odessa qua đường biển cho nên chúng ta thấy là hai bên đang có những những cái việc mà giằng co. Trong khi đó tổng thống Zelensky đã tố cáo à, tổng thống Putin là sử dụng à, sử dụng ngũ cốc như là một thứ vũ khí để đàm phán với lại phương Tây trong cái việc mà ngăn chặn phương Tây à, giúp đỡ Ukraine cũng như trong cái việc mà yêu cầu phương Tây phải dỡ bỏ cấm vận cho nga và họ sử dụng cái thứ vũ khí này. Thì thưa anh Điếu Cày thì anh nghĩ thế nào về cái, cái tình hình đang giằng co về về cái chúng ta biết là thực địa trên mặt trận đó thì đang đánh nhau ở uh, ở ở những cái khu vực mà đã vừa trình bày Severodonetsk và Kherson và bây giờ chúng ta qua một cái sự kiện khác đó cũng là một cuộc đấu tranh một cuộc đấu tranh ở trên cái mặt trận về lương thực vâng à, thưa anh chiến thắng và thưa quý vị khán giả cái cuộc chiến ở vùng Severodonetsk hoặc là vùng cuộc chiến ở cái vùng Kherson đó là những cái cuộc chiến cục bộ ở trên mặt đất yeah. nhưng mà trên một cái mặt trận ngoại giao và trên một cái mặt trận địa chính trị của toàn bộ cái khu vực châu Âu á thì là những cái tín hiệu nó đưa đi nó khác hẳn. Cái thứ nhất ấy, là về cái việc mà Đan Mạch giúp cho Ukraine cái tên lửa Harpoon. Và chúng ta cũng biết là cái loại tên lửa Harpoon của Đan Mạch cung cấp cho Ukraine ấy, thì là cái tầm bắn nó chưa phải là 300 km, tầm bắn nó có trên 100 km thôi. Yeah. Cho nên đó là lý do mà các tàu của Nga bây giờ là rời ra cái vùng mà ngoài 100 km. Đã phải là rời ra xa cái vùng mà ngoài cái tầm bắn của cái tên lửa này yeah. Nhưng mà nếu mà khi Mỹ mà cung cấp cái Harpoon của Mỹ ấy, Mà 300 km ấy, thì lúc đó là phải rời ra xa hơn yeah. Và đó cũng là lý do mà Cộng đồng quốc tế thì trước khi mà đưa ra những cái vấn đề liên quan đến Ukraine Thì họ có những cái cuộc vận động và những cái vấn đề vĩ mô được đặt ra Đó là cái việc mà nạn đói ở trên toàn cầu xảy ra Nếu như là cái việc mà Ukraine và một số nước mà xuất khẩu ở cái khu vực này bị chặn yeah. thì nó sẽ gây ra nạn đói và báo chí làm cái vụ đó để gây lên cái áp lực và từ cái áp lực đó thì liên hợp quốc mỹ và nato có thể là sẽ đưa tàu vào để áp tải những cái tàu xuất khẩu lương thực của yeah. ukraine yeah. và đó cũng là lý do mà thứ nhất khi mà hapun và odessa cái thứ hai là áp lực của cộng đồng quốc tế về cái việc mà buộc nga phải dỡ bỏ cấm vận để mà cho cái các cái tàu mà của lương thực của ukraine xuất khẩu, nó dẫn đến cái việc là putin đã phải nói rằng là nga sẵn sàng cho ukraine xuất khẩu nhưng với điều kiện là phương tây dỡ bỏ cấm vận nhưng mà tổng thống biden đã bác bỏ cái việc đó, yeah. tức là họ sẽ mở bằng lực lượng của nato và liên hợp quốc để áp tải tàu xuất khẩu cái thứ hai là họ mở bằng Harpoon chứ không phải là mở theo cái yêu cầu của Nga đó là lý do mà bộ trưởng bộ ngoại giao của Nga sang gặp Erdogan để thảo luận về cái tình hình mà xuất khẩu chứ không phải là tự nhiên mà anh Nga anh lại tốt như vậy nhưng mà cục diện chiến trường nó như vậy và cái thứ hai nữa là chúng ta cứ nghe gần đây nhất là chúng ta đã thấy rằng là NATO đã không coi Nga là một cái nước đối tác chiến lược trước đây là đối tác chiến lược thì mọi cái việc ở châu âu đều phải tham vấn đối tác chiến lược của mình yeah. nhưng mà mới đây là đã tuyên bố nga không còn là đối tác chiến lược mà chỉ còn là một nato chỉ coi nga như một cái nước nga hiếu chiến thôi yeah. và cái thứ hai nữa là phó tổng thư ký nato tuyên bố rằng nato có quyền đưa quân vào miền đông bởi vì nga đã đưa quân vào ukraine mà không tham vấn nato à. và mới ngày hôm qua ấy, thì là một phó tổng thư ký của nato cũng tuyên bố rằng là NATO không bảo đảm cái việc là cung cấp cho nga một cái bảo đảm về cái việc là không triển khai vũ khí hạt nhân ở những cái nước mà trong NATO điển hình như là hai cái nước mà mới xin gia nhập NATO. Thôi để hợp Tức Thôi là, hợp. là họ không cung cấp cho nga một cái bảo đảm an toàn như vậy, vì ý là cái quyền của họ họ muốn triển khai vũ khí ở đâu là họ triển khai vũ khí. Bây giờ ấy, là họ coi nga như là một cái nước nhỏ, một cái nước yếu, chứ không phải là một cái đối tác chiến lược với họ nữa. Cho nên những cái lời lẽ ngoại giao bây giờ nó khác trước nhiều. Chúng ta nghe trước đây những cái lời lẽ ngoại giao, những cái sự đe dọa của Nga là sẽ thế này, sẽ thế kia. Nhưng mà bây giờ ấy là họ bơ đi hết, họ vẫn cứ cung cấp. Ví dụ như là anh bây giờ là thẳng thắn là cung cấp M270 cho Ukraine mà cũng không có nói là khống chế cái tầm bắn gì cả. Yeah. Đó là cái việc mà anh cung cấp. Mặc dù là Mỹ thì nói là sẽ không cung cấp cái loại mà đạn mà có thể bắn xài. đạn tên lửa có thể bắn xa bắn vào tới lãnh thổ nga nhưng mà thực tế thì cũng không không cần, không cần như thế tại vì là bên Anh ấy là họ đã cung cấp rồi yeah. và họ không tuyên bố về là cái tầm bắn của tên lửa của họ. Họ yeah. cũng cung cấp 270 cho uh, Ukraine. Và chúng ta thấy rằng là khi mà những cái vũ khí này vào cuộc ấy, thì là cái cục diện chiến trường nó sẽ thay đổi. Ở trong pháo binh ấy nếu mà anh bắn người ta, người ta phát hiện được thì người ta sẽ bắn lại anh ngay. Yeah. Và cụ thể là trên mạng đã đã lưu truyền những cái video ấy mà quân uh, giống như là quân nga đến để uh, uh, truyền hình nga đến để quảng cáo cái dàn tên lửa tốt của nga ấy. Yeah. bắn ấy, thì trong khi là phóng viên vẫn còn đang mà live stream vẫn còn đang quảng cáo như thế thì là chỉ trong vòng là chưa đến một phút sau yeah. thì là phản pháo đã bắn tới cái khu vực đó rồi yeah. chúng ta thấy rằng cái việc phản pháo này là nó vô cùng nó nhanh thế nhưng mà với lại cái dàn hai mát ở trên mà bánh xe ở cao su thì là cái xe nó chỉ có hơn 5 tấn thôi, nó cũng nhỏ gọn và nó di động rất là nhanh và yeah. thậm chí là nó bắn ngay trong khi chạy được. Và cái thứ hai nữa là khi bắn thì là xe nó chỉ cần dừng lại để nó bắn thôi chứ yeah. không phải dàn giá cái gì cả. Và sau khi bắn xong thì nó thu xếp và nó di chuyển đi chỗ khác ngay. Vâng. Cho nên cái việc mà phản ứng của nó thì rất là khó. Và những cái việc mà, mà những cái thiết bị này khi mà quân Ukraine đã đủ thời gian huấn luyện và Tham gia vào cuộc chiến thì nó sẽ thay đổi Cuộc chiến chiến trường Còn cái vùng Odessa thì chúng ta cũng thấy rằng Chính cái Harpoon đã đẩy Những cái tàu chiến của Nga ra xa Và nếu cái loại Harpoon của Mỹ Cung cấp với tầm bắn 300 km ấy, Thì ấy là Harpoon sẽ kiểm soát Luôn cả cái cảng Sevastopol ở bên Crimea Và cái với cái bán kính hoạt động như vậy ấy, Thì có thể là toàn bộ Cái tàu Của Nga ở trong khu vực Biển Đen này Sẽ về hưu hoặc là sẽ bị đánh chìm đó Đấy. là lý do vì sao mà cái câu chuyện xuất khẩu ngũ cốc này ấy, là ngoài cái áp lực của hapun ngoài cái áp lực của cộng đồng quốc tế về cái việc mà nạn đói có thể xảy ra dẫn đến cái việc là nga phải đồng ý là cho cái xuất khẩu nhưng mà ukraine ấy thì dứt khoát là phải kiểm soát cái việc mà ngư lôi bảo Đấy. đảm cái 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 khu vực biển của họ được an toàn yeah. tránh cái việc mà nga tập kích vào dạ yeah, vâng thế thì uh, trong thời gian anh, anh còn việt nam thì anh đã chứng kiến cái trận chiến mà cuộc chiến biên giới giữa trung cộng và việt nam lúc bây giờ và bây giờ đó trước cái bối cảnh của ukraine và và hoa và vũ khí của hoa kỳ mình không nói nato nha lúc nãy anh có nói nato và coi như bơ luôn không xem coi thèm coi nga là một đối tác chiến lược thì giả dụ bây giờ Trung cộng đụng Mỹ hoặc là khối chỉ mình nói Mỹ thôi, tại NATO không có ở châu Á Thái Bình Dương. Thì liệu anh nghĩ rằng là vũ khí của Hoa Kỳ có khả năng khống chế Trung cộng như trường hợp à, như là anh đã từng chứng kiến ở trong cuộc chiến 1979 hay không? Vũ khí thời đó có thể bây giờ nó khác. Vũ khí của Trung cộng 79 bây giờ nó có thể khác, nhưng với những gì anh đã nhìn thấy ở Ukraine liệu Trung cộng có còn là một cái quốc gia có có khả năng đe dọa thế đứng của Hoa Kỳ trên toàn thế giới không? Vâng, thưa anh Trường Thắng và thưa quý vị khán giả, vũ khí thì nó còn nhiều cái loại và ngoài cái việc mà tầm của vũ khí ra thì nó còn cái việc mà địa chính trị nữa. Dạ. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể thấy rằng là như thế này, thì mặc dù là NATO thì không có ở Châu Á nhưng mà Châu Á đã có NATO mới rồi. Nó là vừa vừa qua có những cái liên minh mà của Hàn Nhật Mỹ chẳng hạn như bộ, bộ tứ thành không lập à? và cái liên minh mà acus yeah. của úc và ấn độ dương thì chúng ta thấy rằng là cái mỹ là quay sang cái khu vực này là rất là nhanh và tổng thống mới của philippines ấy, cũng là một tổng thống khá cứng rắn và đã quay trở lại là bảo vệ cái phán quyết của tòa trọng tài quốc tế đối với cái vấn đề biển đông yeah. và tập trận chung với mỹ yeah. cũng như là mở những cái căn cứ với mỹ thì chúng ta thấy khu vực này á là Mỹ vẫn là cái sức mạnh của Mỹ vẫn là vượt trội khu vực này. Yeah. Còn về những cái thiết bị thì Trung Quốc họ đang nhìn cái Ukraine để mà họ rút kinh nghiệm cho họ. Thì cái việc mà chiến tranh điện tử thì chúng ta cũng thấy Trung Quốc cũng không phải là kém đâu. Mà điển hình ấy là cái vụ mà mấy cái máy bay của Việt Nam đó yeah. là cái máy bay mà tuần tra biển đã bị rơi ngoài biển đó. Yeah. Thì chúng ta thấy rằng là những cái máy bay này cũng rơi vì cái việc mà khống chế điện tử ở trên đó thì ở trong cái khu vực này mặc dù là tuy là như vậy thôi nhưng mà với lại cái tàu ngầm của của Trung Quốc với lại đa số vũ khí của Trung Quốc thì vẫn là những cái loại vũ khí mà của Liên Xô cũ hoặc yeah. là tương đương với lại vũ khí mà Nga cung cấp thì yeah. chúng ta thấy rằng trong cái cuộc chiến vừa rồi ấy, thì cái vũ khí đó nó không thể nào mà vượt trội vũ khí của Mỹ được đã chứng minh rồi nhưng mà cái thích ứng ở trong cuộc chiến này chúng ta phải thấy rằng mỹ đang nhìn cái cuộc chiến ở ukraine và thích ứng đưa ra những cái mà vũ khí để nó tương thích với cái chiến trường ukraine đồng thời là lại ứng dụng cái đó vào cái việc cung cấp vũ khí cho đài loan cũng như là thay đổi những cái trang thiết bị vũ khí của thủy quân lục chiến mỹ ở cái khu vực mà thái bình dương chúng ta thấy rằng mỹ đã bỏ rất nhiều xe tăng Yeah. mà không tập trung vào xe tăng nữa mà tập trung vào những cái loại thiết bị khác để và nó hiệu quả hơn trong những cái việc là chiếm đảo này đánh ở những cái khu vực mà ven biển này hoặc là đánh ở những cái khu vực mà những cái vùng mà nước nông đó yeah. chứ không phải là vùng nước sâu ở những cái vùng nước nông thì không phải là những cái tàu chiến mà lớn hoạt động dễ đâu yeah. thì rồi là săn ngầm thì đủ các cái phương tiện thì trong mỗi cái cuộc chiến và mỗi cái khu vực và tình hình cuộc chiến khác nhau thì ứng phó nó khác nhau và chúng ta nhìn thấy trong cái cuộc chiến ukraine này thì chúng ta thấy rằng là các bên ứng phó với các cái loại mà chiến tranh như là chiến tranh về công nghệ vũ khí chiến tranh về điện tử ở trên chiến trường thì mọi thứ chúng ta thấy rằng là ở đây là những cái ứng biến rất là nhanh và à. cái việc mà đối phó đưa ra cái vũ khí gì để khắc tinh cái vũ khí của đối phương ví dụ như là nga có dàn tên lửa tốt nhưng mà tên lửa tốt của Nga cũng chỉ bắn được 10 km thôi. À. Và thậm chí là có những khi là bắn thẳng thì trong khi đó cái hai mắt và cái 270 của Mỹ và của Anh đưa vào có thể là áp đảo toàn bộ cái khu vực này và nó thay thế thì Ukraine ấy và các cái thiết bị của phương Tây cung cấp cho Ukraine có thể đứng ở những cái vị trí rất bất ngờ và xa đối phương Yeah. nhưng lại bắn tới đối phương trong khi đối phương phản pháo thì không thể phản pháo tới yeah. và đó là cái mà an toàn cho cái phương tiện của mình cũng như quân lính của mình trong khi vẫn triệt hạ được quân lính của đối phương vì trong pháo binh cái tầm bắn nào anh nào xa thì anh ấy thắng và đó là cái câu chuyện mà về những cái vũ khí và những cái ứng dụng ở trong những cái chiến trường cụ thể dạ vâng à, rất tiếc và thời gian không có nhiều một lần nữa tôi đang xin cảm ơn nhà báo Điếu Cây và xin hẹn quý gia vào ngày mai cũng giờ này trên đài truyền hình SPTN.